Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến, em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Gia Minh, học sinh lớp 6A3, đến với hội thi tuyên truyền giới thiệu sách của trường Trung học cơ sở Mộc Lị. Hôm nay, em xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, thuộc chủ đề sách khoa học kỹ năng sống. Các bạn ạ, ngồi cặm cụi làm bài trong khi các bạn nô đùa với nhau, mang tâm lý chịu đựng, học như bất đắc dĩ, quên rằng học là cho mình, đó chính là mình của trước kia, một người nhút nhát, thiếu tự tin. Cho nên ở lớp, mình thường thu hẹp bản thân, ít nói chuyện với mọi người. Cuộc sống đó của mình cứ trôi mãi như vậy, cho đến một ngày, mình lên thư viện và vô tình tìm thấy một cuốn sách khá thú vị. Cuốn sách như một phép màu vậy, nó đã khơi dậy sự tự tin của mình. Sau khi đọc xong cuốn sách, mình phần nào nhận ra được rất nhiều điều bổ ích. Hôm nay, mình xin giới thiệu đến mọi người, đặc biệt là các bạn đang tự thu hẹp cuộc sống giống như mình. Cuốn sách thần kỳ đã giúp mình thay đổi, đó chính là cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, mặc dù đã xuất bản từ rất lâu, nhưng độ hot của cuốn sách không bao giờ giảm sút. Đây là quyển sách bán chạy nhất của doanh nhân người Singapore Adam Khoo. Quyển sách này viết về những phương pháp học tập tiên tiến dành cho các bạn học sinh đang tìm kiếm phương pháp học tập đúng đắn. Quyển sách đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng, trong đó Tôi tài giỏi, bạn cũng thế là phiên bản tiếng Việt được dịch bởi hai nhà dịch giả nổi tiếng, đó chính là Trần Đăng Khoa và Ôn Xuân Vi. Tại Việt Nam, sách đã trở thành một hiện tượng giáo dục, đạt được kỷ lục mới cho ngành xuất bản Việt Nam. Hơn 200.000 bản in được bán ra và hơn 400.000 bản e-book được phân phối. Dành tặng một tài năng tiềm ẩn bên trong bạn. Đó là lời đề tặng của tác giả cuốn sách Một huyền thoại ngành quản trị kinh doanh, người đã gửi cho ai có ý chí vượt qua số phận. Adam Khoo sinh ngày 8 tháng 4 năm 1974. Ông được biết đến là triệu phú trẻ tuổi nhất ở Singapore, đồng thời là tác giả cho 16 cuốn sách bán chạy. Adam được đánh giá là một trong những nhà truyền động lực có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Adam Khoo là diễn giả nổi tiếng ở châu Á, làm việc với hàng trăm trường học, công ty đa quốc gia và các lĩnh vực lân cận. Một người tài giỏi và thành công như thế, chắc chắn từ nhỏ đã là một thiên tài với điểm số cao ngất ngưỡng. Nhưng có một nghịch lý ở đây rằng Adam Khoo từng là một học sinh kém, xếp hạng 156 trên 160 ở trường, không mấy danh tiếng ở Singapore. Anh còn được coi là một kẻ bất tài, vô dụng. Adam Khoo đã khám phá ra những tiềm năng của bản thân và phát huy nó để trở thành một người thành công. Với niềm tin người khác làm được thì mình cũng làm được, Adam đã khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ ở thành công hiện tại của mình. Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1, Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, điều quan trọng nhất để có được thành công là niềm tin của bạn. Phần 2, những phương pháp học tập siêu đẳng, những phương pháp học dễ dàng tiết kiệm thời gian và nhớ lâu sẽ được giới thiệu các bạn qua sơ đồ tư duy. Phần 3, động lực cá nhân của bạn, động lực mạnh mẽ giúp bạn vượt qua sự lười biếng và tạo quyết tâm tức thời để cán đích trong các kỳ thi. Phần 4, phương pháp thi cử, đây là trọng cuối của quá trình luyện tập và là gặt hái kết quả cho bản thân. Cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế được đúc kết từ rất nhiều năm kinh nghiệm của Adam Khoo. Adam muốn chia sẻ những phương pháp và kỹ năng mà anh đã áp dụng từ năm 13 tuổi trên con đường đi đến thành công trong học vấn và sự nghiệp. Nó cũng giống như tên cuốn sách, đó là bí quyết dẫn đến thành công mà ông muốn chia sẻ qua từng trang sách, từng chương cũng như là từng đề mục. Đầu tiên, tác giả đã đưa ra một loạt những biểu hiện trước khi anh đến với thành công. Ở chương 1, qua từng trang sách, bạn phải thật sự ngạc nhiên khi tác giả đã tự tạo ra cho mình một bước ngoặt lớn để thay đổi cuộc đời, số phận. Bạn thấy đấy, những phương pháp trên đã giúp cải thiện phần nào khó khăn trong học tập cũng như trong công việc.
Chúng ta có thể lấy ví dụ điển hình như sơ đồ tư duy, min map, tự ứng dụng mạnh mẽ ở các trường học cũng như các lĩnh vực đã đạt nhiều thành công. Theo tôi nghĩ, bạn đọc đến phần cuối như thế này thì bước thành công đầu tiên của bạn đã hoàn thành. Để kiên trì đọc hết một cuốn sách không hình mà lại khô khan, không cảm xúc thì rất khó đối với những người không biết kiên trì, nhẫn nại để về đích. Tôi đã đọc hết và đã kết đúc được rất nhiều kinh nghiệm cho mình. Mời các bạn cùng tôi tham khảo qua những bí quyết này. Không có thất bại, chỉ có kinh nghiệm. Bạn chưa thành công, chẳng sao, vì bạn sẽ rút ra kinh nghiệm, đó chính là nguyên liệu cho xây dựng cho sự thành công của bạn. Nếu mọi người làm được, tôi cũng làm được. Họ cũng giống như bạn, cùng một bộ não, một cơ thể người. Họ làm được, thì sao bạn lại không? Những điều nói trên, tôi có thể khẳng định rằng, dù bạn là ai, đang ở đâu, học trường nào, hướng đến bất cứ mục tiêu gì trong học tập và trong đời sống, tôi xin chắc chắn với bạn một điều rằng bạn sẽ tìm được câu trả lời trong cuốn sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế, chứa đựng những bí quyết để Adafu lập nên kỳ tích. Đây là những nấc thang mà chính tác giả đang vượt qua để thành công trong cuộc sống. Bạn hoàn toàn có thể xây dựng cho mình một những nấc thang như vậy. Như Adam Crowe đã nói, chúng ta sinh ra đã là những thiên tài. Vấn đề làm sao tạo dựng được sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn. Hãy cùng khám phá những điều ấy qua những trang sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế nhé. Chúc các bạn sẽ luôn tìm được những điều thú vị và bổ ích từ những cuốn sách các bạn nhé.